Xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, cũng là ngày mùng 5 Tết nha anh em. Thì Thanh Tú hôm nay giới thiệu xin cùng anh em là một cái chiếc đài radio cassette mini đến từ thương hiệu Sanger. Đây, Sanger này anh em. Đó, con này nó có cái mã model là MR1700. Đó, con này là nó có cái màu bạc nha anh em, màu bạc đen. À, đây điểm nhấn là đen nè, bạc đen, lo đen ha. Đặc biệt con này nó có cái viền lo nè anh em, cái viền inox rất là dày luôn, nó làm cho cái giá trị con đài tăng lên rất là nhiều nha anh em. Con này tình trạng đẹp xuất sắc nha anh em, nó có thêm một cái bao da rất là mới luôn nè anh em. Đó, bao da nguyên dạng của máy theo máy zin nha. Đây là cái viền inox nè, ở đây cũng có cái viền inox nè, logo Sanger. Đó, nguyên cái bao da còn mới tinh luôn nha anh em. Đó, một chiếc đài mới xuất sắc có bao da rồi, gần cho anh em thấy nè, độ mới của con đài nè. Con này đẹp là chỉ như khui thùng xốp nha anh em. Đó, mặc dù rất là bé luôn nhưng mà tiếng nó hát rất là hay, cũng lớn tiếng lắm chứ không phải nhỏ như mình nghĩ ha. Con này nó có hai băng tầng AM và FM. FM nó 90 thôi, máy cũng cổ rồi. Đó, rồi con này có băng cassette, đây cửa băng đây. Đó, anh em thấy nhìn chi tiết cho kỹ ha, màu bạc đen. Ở đây là cái mic nè, nguyên một cái này là một cái mặt nhôm nó sơn đen. Đó, mặt sóng đài, những chữ nó hiển thị nè anh em. Đó, model 1700 radio cassette ha. Rồi ở bên đây là cần gạt AM FM nè ha, gạt lên là FM, gạt xuống là AM nè. Đây là núm pinning, mạ xi quay sách nó bóng bóng như mới nè anh em. Rồi bên hông nè, mình thấy nè, bóng như gương luôn ha. Nó có chạy cổng adapter DC 9V nữa nghe anh em. Đó. Rồi đây là cổng tai nghe, đây là mic. Rồi ở phía sau lưng nè anh em, còn nguyên một cái tem chữ nhật luôn ha. Đó, Sanger 1700. Đó. Rồi con này Thanh Tú có gắn 6 viên pin tiểu nghe anh em. Thanh Tú dùng pin pin tiểu mà pin sạc á, pin này là pin của Cameleon. Đó, Cameleon nè anh em. Pin sạc 6 viên 9V. Đó, dưới đây nó có ký hiệu pin nè, đây có dòng chữ nhật nữa nè. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test cho anh em về chức năng radio trước. Rồi bây giờ Thanh Tú kéo anten lên sẵn hầm test FM luôn nha. Rồi bây giờ Thanh Tú để chế độ AM nè. Rồi bây giờ test AM nha. Với số tiền 40 triệu đồng do Nguyễn Hải hỗ trợ, hộ ông Phan Phương sinh sống bằng nghề ve chai, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cái mục tiêu của cái việc mà góp vốn như thế này để đạt được mục tiêu gì rồi? Thứ hai, là xin quan tâm hỗ trợ chăm lo để ông và người thân ổn định cuộc trên sống. Này 610 km. Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ. Bệnh hiểu lầm. Cô Hương hát thì người ta dịch vụ, người ta làm ăn kinh doanh ở mình thì xe chở miễn phí mình cũng sợ. Rồi, chính quyền. Và cái nỗi sợ nào đã thành trong cái clip nỗi sợ đấy? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Người nhà hiểu lầm thì mình sẽ giải thích. Thì mình đừng có hấp bấp, mình nói chuyện rất nhiều thì người nhà còn hiểu. Không có sự. Còn không có đúng chuyện gọi là nhau mà lại là gọi là tư lợi và gọi là lừa lọc nhau thì mình bỏ nó, loại trừ cái đó. Tiếp theo. Và cho bản thân và gia đình, cho cộng đồng và bạn. Đó, FM rất là nét anh em. Rồi giờ chuyển sang FM nè. AM rất là nét rồi đó. Bây giờ mình chỉnh FM nè. FM 90 thôi, giờ Thanh Tú chỉnh lên đây nè. Trở về 76 nè. Rồi. Đó, 76 nè, tới 76 nè, chỉnh lên nè. Chung cảm xúc hào hứng và những trải nghiệm khó quên khi được tiếp xúc các giá trị văn hóa Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Rồi tiếp theo. Và chúng ta sẽ thôi chẳng cần nhiều thứ cũng ấm qua phần thể hiện của Kim Loan, Di Vũ, Ánh Thư, Dạ Bé, Anh Đức. Đài An Giang. Đó đó, em đa thì container nó đậu đường á. Rồi tiếp theo. Gọi vốn từ
đơn giản nhất cho tới lịch sử của Ca bắt đầu từ thế kỷ 16 khi những người Pomo đầu tiên định cư trên bán đảo Kula bên Giang, bờ biển Barents. Ấm em gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Hiệp. Cuộc sống. 1:2.7 lòng anh lại nhớ khi ta. Kênh 104 nó hơi mờ, cũng dính nhưng mà tiếng hơi mờ anh em. Có anh em nghe tiếng không? Rồi, như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn thiện radio AM/FM rất là nét nha. Rồi bây giờ Thanh Tú xin lấy pin nha nè. Tạm thời lấy 2 viên pin nha thôi nghe anh em, nó ngắt kết nối là được rồi. Mình sẽ test điện AC. Thì cũng quên giới thiệu với anh em nữa, phía trên đó là mặt nhôm nè. Nó có dập chữ màu đen ha. Ở đây là mặt nhôm cũng sơn luôn mà dập chữ màu trắng. Còn phím cassette của nó là nhôm và ở kim loại và nhựa, nhựa ở trên kim loại ở dưới nha anh em. Rồi bên đây nó có cái phím bao sờ nữa nè. Bên đây ốp nhôm nè. À, bên đây cũng ốp nhôm luôn. Nói chung con này nó ốp nhôm rất là nhiều ha. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test điện DC nè anh em. DC nè, con này chạy DC 9V nha anh em. Rồi rồi bây giờ Thanh Tú xin test bằng cassette anh em ơi. Bao sờ nè, nút này là bao sờ nha. Tâm tơ số nè anh em. Tâm tơ số vẫn quay bình thường luôn á. Rồi như vậy thì Thanh Tú đã test tầng cầu duyên xong ha, tiếng rất là nét, rất là hay luôn. Bây giờ Thanh Tú xin test nhạc Thanh Tuyền nha, giờ tua nè. Đó là tua lùi nha anh em. Nó đang chạy rất là mạnh luôn đó. Tua tới nè. Play nè. Thank you.
Rồi, auto start luôn nha anh em. Rồi giờ test một đoạn cải lương nữa nha. Tôi đã bị mù đôi mắt. Trời ơi, người ta đã cướp đi một mùa xuân thơ mộng, đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang đầu xuân thành. Rồi vậy thì Thanh Tú đã test hoàn hảo một chiếc đài nha anh em. Đó, mời anh em giao lưu đến với Thanh Tú nha, qua số điện thoại 0919073813 để Thanh Tú lắp lại cái bao da cho anh em xem nha. Đó, khi mình dùng xong á, mình để cho nó đừng có chày chùa, mình cẩn thận á, thì mình nên bỏ vô cái bao da như vậy nha anh em. Mình lắp anten lại nè, mình lòn ra phía sau nè, mình lắp anten, lắp cái bao da lại. Anh em thấy gọn không nè, quá đẹp, quá lý tưởng phải không anh em. À, để đầu giường hoặc là xách tay đi du lịch thì thôi rồi hết ý luôn nha anh em. Một chiếc đài đến từ thương hiệu Sanjo đẹp xuất sắc. Anh em nhìn nè, cái núm của nó rất là trao chuốt, ở phía dưới nó làm kim loại rất là dày, ở trên cũng bằng nhôm mà nhôm sơn đen nha anh em. Đó. Một chiếc đài nó làm rất là kỹ lưỡng, rất là trao chuốt của thương hiệu Sanjo. Rồi, Thanh Tú xin cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi kênh của Thanh Tú giới thiệu những cái chiếc đài hoài niệm xưa nha. Đó. Cảm ơn anh em đã đăng ký kênh và đã ủng hộ kênh của Thanh Tú. Đó, hẹn anh em vào những cái buổi chiều tiếp theo lên những cái chiếc đài radio cassette khác nha. Rồi Thanh Tú cảm ơn rất là nhiều. Xin chào nha.